Để làm sao chúng ta có thể phân biệt được là chúng ta đang bị đẩy mụn, kích ứng hay là nổi mụn để có thể xử trí được ngay từ ban đầu thì các bạn có thể tham khảo cái video của Ngọc ngày hôm nay nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngọc. Trong cái quá trình chăm sóc da của chúng ta thì các bạn có thể xảy ra đến những cái hiện tượng ở trên da mà chúng ta không mong muốn nhất. Ví dụ như là tình trạng kích ứng, đẩy mụn hay là nổi mụn. Và có rất nhiều bạn đang nhầm lẫn giữa khái niệm này. Đầu tiên thì đó là chúng ta phải nói đến là tình trạng kích ứng ở trên da. Tình trạng kích ứng đó là khi mà các bạn mới sử dụng một sản phẩm nào đó ở trên da của chúng ta, có thể sau một tiếng hoặc là sau một đêm thì các bạn mới có những cái phản ứng ở trên da, ví dụ như là nóng rát hoặc là ngứa châm chích hoặc là những cái cảm giác ở trên da của bạn rất là khó chịu, ngứa râm ran. Thậm chí là có một số bạn là có phản ứng mạnh mẽ hơn, đó là nổi sần đỏ hoặc là mẩn đỏ rất là nhiều ở cái vùng da mà chúng ta bôi sản phẩm đó. Thực chất thì cái tình trạng mà nổi mẩn đỏ hay là kích ứng ở trên da của chúng ta là một cái phản ứng rất là bình thường của da khi mà nó có một cái dị nguyên nào đó tác động trên làn da và da của chúng ta không thích hợp thì nó sẽ phản ứng lại cái sản phẩm đó. Và thường thì cái tình trạng kích ứng thì nó hay bị nổi mẩn đỏ này hay là bị nóng rát, bởi vì cơ thể của chúng ta đang tiếp nhận một cái thông tin là đang có một cái dị nguyên làm cho cái cơ thể của chúng ta phản ứng lại và máu nó sẽ đổ dồn vào đó, cho nên là cái vùng da đó sẽ dễ bị nóng rát và dễ bị nổi mẩn đỏ nhiều hơn. Vậy thì các bạn nên ngưng luôn những cái sản phẩm mà các bạn nghi rằng là nó làm cho da của các bạn bị kích ứng. Có thể trước đó các bạn sử dụng những sản phẩm khác mà không hề bị, hoặc là sau khi các bạn bổ sung một loại sản phẩm mới và làm cho da các bạn bị kích ứng thì các bạn có thể ngưng sản phẩm đó. Và một tip đơn giản đó là các bạn hãy nên đắp mặt nạ giấy và tốt nhất là các bạn nên để lạnh. Tại sao là Ngọc lại muốn nói các bạn đó là nên để lạnh? Bởi vì khi mà để lạnh thì cái tính chất lạnh nó sẽ giúp làm co mạch tốt hơn và nó sẽ làm giảm cái triệu chứng kích ứng của bạn sẽ nhanh hơn. Tình trạng số 2 đó là tình trạng đẩy mụn hay chúng ta thường gọi là poaching. Thì cái tình trạng này có rất nhiều bạn không mong muốn, tuy nhiên thì nó vẫn thể diễn ra nếu như chúng ta sử dụng những sản phẩm có tính hoạt chất như là retinoids, AHA, BHA hoặc là thậm chí một số những loại dưỡng mà có tính chất thẩm thấu sâu. Cái điều chúng ta mong muốn nhất khi sử dụng những sản phẩm và những bạn mà có nền da mụn ẩn thì những sản phẩm này nó sẽ giúp làm rút ngắn cái quá trình mà đẩy mụn ở trên da các bạn tốt hơn. Bình thường thì cái vòng đời da của bạn sẽ khoảng từ 28 cho đến 30 ngày thì da của chúng ta sẽ thay một vòng đời mới. Thì dù cho các bạn không muốn đẩy lên thì lúc này da của chúng ta nó sẽ có tự động đào thải tự nhiên. Tuy nhiên thì khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm mà có hoạt tính cao thì nó sẽ giúp làm rút ngắn cái quá trình đẩy mụn này cho các bạn. Các bạn tưởng tượng đơn giản đó là ví dụ như cái vòng đời da của mình là khoảng từ 28 cho đến 30 ngày. Tuy nhiên thì khi các bạn sử dụng những cái sản phẩm đó thì nó sẽ giúp làm rút ngắn cái quá trình và rút ngắn cái vòng đời của da hơn. Chính vì thế thì nó sẽ giúp làm cái quá trình đẩy mụn trên da các bạn tốt hơn. Có thể là một số bạn nghĩ xấu về cái quá trình này, tuy nhiên thì nếu như các bạn đã có mụn rồi, các bạn muốn để cho làn da của chúng ta đẩy mụn tự nhiên lên thì cái quá trình đẩy mụn các bạn sẽ bị kéo dài và nó cứ dai dẳng mãi. Và nếu như cái quá trình mà các bạn đang sử dụng những sản phẩm treatment thì nó sẽ giúp làm cái quá trình này rút ngắn lại và sẽ giúp cho các bạn thu dọn rác ở trên mặt chúng ta một thể luôn một lúc, chứ không phải là nó cứ dai dẳng là có thể là một lúc này nó nổi lên một cái, sau khoảng một thời gian nó lại nổi lên một cái. Cho nên là cái tình trạng đẩy mụn thì nó có thể là một tín hiệu tốt. Và các bạn hãy nên nhớ là chúng ta hãy để ý về cái vị trí đẩy mụn của nó. Và cái vị trí đẩy mụn thì thường sẽ đẩy ở những cái vị trí mà trước đây các bạn đã có mụn rồi, hoặc là những cái vị trí mà các bạn có mụn ẩn thì những cái vị trí này sẽ đẩy mụn tốt hơn. Tình trạng số 3 đó là tình trạng nổi mụn. Và với cái tình trạng này rất nhiều bạn nhầm lẫn giữa tình trạng đẩy mụn và nổi mụn. Thì mình xin nhấn mạnh lại đó là các bạn hãy để ý vào cái vị trí mà mụn nó mọc. Đối với đẩy mụn thì những cái vị trí mà trước đây các bạn đã có mụn rồi, hoặc là trước đây mụn ẩn của mình ở bên phía dưới nó mới đẩy lên. Còn đối với nổi mụn thì nó mọc ở những cái vị trí mà chúng ta trước đây chưa từng có mụn. Và nếu như các bạn không phân biệt được giữa nổi mụn và đẩy mụn thì vô hình chung là các bạn sẽ không biết được là cái sản phẩm mà các bạn đang dùng liệu có phải là làm cho các bạn nổi mụn hay không, hay là nó đang đẩy mụn. Và nếu như các bạn vẫn tiếp tục dùng sản phẩm đó và không biết được là nó nổi mụn hay không, hay là do
đẩy mụn thì nó sẽ làm cho cái tình trạng da các bạn bị trầm trọng lên. Thì các bạn cần phải đặc biệt là phân biệt thật là kỹ giữa nổi mụn và đẩy mụn. Và các bạn hãy để ý đó là về vị trí. Đối với tình trạng nổi mụn thì nó sẽ mọc ở những cái vị trí mà trước đây chúng ta chưa từng bị mụn, hoặc là những vị trí mà nó không có mụn, thì chứng tỏ là những sản phẩm đó nó đang làm cho da của các bạn bị nổi mụn lên. Thì có thể là do một số nguyên nhân nào đó khiến cho da của các bạn bị nổi mụn lên, hoặc là những cái sản phẩm bạn đang dùng nó làm cho da của các bạn bị bít tắc. Thì đối với những sản phẩm như là sữa rửa mặt, kem dưỡng da hoặc là kem chống nắng thì nó không giúp cho da các bạn đẩy mụn, thì đây có thể là một trong số những nguyên nhân mà khiến cho làn da của bạn bị nổi mụn. Lúc này các bạn có thể nên ngưng lại một số những sản phẩm mình đang dùng và lắng nghe cái làn da của mình, xem làn da của mình có những biểu hiện gì để các bạn có hướng xử trí được hợp lý và khoa học hơn. Và mình mong rằng là sau khi các bạn xem hết video này, các bạn có thể phân biệt được những cái tình trạng rất là dễ nhầm lẫn với nhau, đó là về kích ứng, đẩy mụn và nổi mụn, để trong cái vấn đề chăm sóc da của bạn được khoa học và hợp lý hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của Ngọc. Và đừng quên là nhấn like và subscribe kênh của Ngọc để mỗi khi có video mới là các bạn có thể nhận được thông báo luôn. Xin chào và tạm biệt các bạn ở những video sau.